Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, sáng nay ngày 14 tháng 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị và kết nối thương mại, đầu tư, du lịch Đà Nẵng-Thái Lan. Đến dự tại sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn khẳng định, thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương đối tác Thái Lan còn rất lớn, đặc biệt khi Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và cảng Tiên Sa là điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng Thái Lan có cơ hội phát triển sâu rộng và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Hội thảo lần này được xem là cơ hội tốt để chính quyền, các ban ngành, các doanh nghiệp của hai nước gặp gỡ, trao đổi để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã nhìn lại những kết quả nổi bật của 45 năm quan hệ Việt Nam Thái Lan, hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực, ưu thế vượt trội của Đà Nẵng trong thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Đà Nẵng tại Thái Lan, một số triển vọng về hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai bên. Dịp này, các đại biểu cũng được tham quan, tìm hiểu, tô thắm tình hữu nghị, gắn kết thông qua triển lãm ảnh với chủ đề tăng cường hữu nghị và kết nối thương mại, đầu tư, du lịch Đà Nẵng-Thái Lan.